cho một cái đầy đủ đi em. Vâng ạ. Em bánh dài tam giác anh ơi. Bánh mì ổ hay bánh mì vuông? Thì làm giống hệt gì đó. Trong cái đó đó. Bánh mì vuông. Kiểu bóp. By 11 p.m. at the old quarter, Poco Hanoi. It rains a little bit. Always busy. Guys, that kebab 30,000 dong. Really big kebab. $1. Vâng, cái kia là cái gì? Vâng, cái kia là cái gì? Vâng, cái kia là cái gì?